vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, nhân ngày thương binh liệt sĩ, lớp 10C14 chúng mình đã có dịp tham quan tại khu tưởng niệm liệt sĩ ngã ba dòng tọa lạc tại ấp 5, xã Xuân Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm để hiểu thêm về công lao kháng chiến của những người đi trước, cũng như thắp nhang tri ân đến các anh hùng đã ngã xuống năm xưa. Bên cạnh hoạt động ấy, chúng mình còn có cơ hội tham quan các cảnh vật đầy xanh mát, yên bình nơi đây. Khu tưởng niệm được xây dựng và gìn giữ rất trang nghiêm, sạch đẹp, quang cảnh được sắp xếp và bài trí hài hòa đẹp mắt. Khắp nơi đây đều là vô số những loại cây đa dạng nhiều chủng loại, mọc san sát nhau, có cảm giác như lạc vào một khu rừng giữa lòng thành phố, rất mát mẻ, thoáng đãng, khác hẳn với ngoài kia. Qua chuyến đi, chúng mình đã nhận ra được rằng môi trường có mối quan hệ mật thiết tới cuộc sống con người như thế nào. Những cánh rừng bạc ngàn như những lá phổi xanh khổng lồ đem lại bầu không khí trong lành cho con người. Che chắn bão lũ là nơi trú ngụ của những loài động vật quý hiếm và vô vàn những lợi ích khác mà rừng đem lại cho chúng ta. Đứng trước vấn đề ô nhiễm môi trường do chính bàn tay con người tạo ra, rừng bị tàn phá một cách không thương tiếc dẫn đến những hệ quả đau lòng. Hiện nay, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề đáng báo động trên toàn thế giới. Trước hết, ô nhiễm môi trường là hiện tượng mang tính tiêu cực, là hiện trạng các môi trường đất, biển, nước đang dần bị biến đổi do sự tác động của con người. Theo ước tính tại Việt Nam, trong tổng số 183 khu vực công nghiệp trong cả nước thì có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60-70% chất thải rắn được thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải. Hầu hết, lượng nước thải bị nhiễm dầu mỡ, hóa chất tẩy rửa, hóa phẩm nhuộm, v.v. chưa được xử lý đều đổ thẳng ra các sông, hồ tự nhiên. Theo như số liệu thống kê, lượng rác thải mỗi ngày tại địa bàn dân cư vào khoảng 50.000 tấn. Rác tràn xuống biển, ăn trên rác, làm việc trên rác. Trời ơi, khó chịu, nên cái mùi chua nó nạt lòng khó chịu. Đi vô đi ra đây cũng bực mình chứ. Cho nó ô nhiễm chứ sao, nó ô nhiễm nặng lắm á. Điều gì đang diễn ra? Được quăng xuống biển. Đến nước thải từ các cơ sở thủy sản cũng chảy thẳng ra biển như thế này. Lượng xe cộ lưu thông ngày càng nhiều ở nước ta cũng góp phần không nhỏ vào việc gây ô nhiễm bầu không khí. Gần đây nhất, trên các trang báo, ta có thể thấy rằng nắng nóng liên tục lập kỷ lục về nhiệt độ lên đến 42 độ C ở Anh, Pháp và nhiều nước châu Âu đe dọa sức khỏe của nhiều người như cháy rừng, tử vong, mất điện, cháy nổ và ti tỉ những vấn đề khác. Đó có phải là tình trạng báo động về hiện tượng nóng lên toàn cầu? Nhiều người lại nghĩ trách nhiệm bảo vệ môi trường là của các cấp bậc chính quyền nhà nước. Vì vậy, họ ngang nhiên xả rác và nghĩ những gì mình thải ra là rất ít và không đủ để làm hại môi trường, dẫn đến những hệ lụy đi sâu sẽ bắt chước và học theo ba mẹ, anh chị của chúng, thấy hành động của mình là vô hại, tích tiểu thành đại. Nếu có một người làm như vậy, sẽ có 10 người làm như vậy, rồi 100, 1.000, 1 triệu, hàng triệu người, gây tồn động lượng rác lớn, gây mất mỹ quan đô thị. Vậy mỗi người chúng ta phải làm gì để bảo vệ ngôi nhà chung? Có rất nhiều biện pháp để giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Việc làm đầu tiên và quan trọng nhất chính là mỗi người chúng ta phải nâng cao ý thức của mình và mọi người xung quanh về ảnh hưởng tiêu cực của ô nhiễm môi trường. Nếu mà các bạn không nhận thức được thì tương lai của các bạn nó sẽ bị phụ thuộc vào những thứ các bạn làm bây giờ. Khi mà sau này các bạn lớn lên thì những thứ đấy là những thứ các bạn phải hứng chịu. Thay đổi thói quen của một người trưởng thành không hề dễ. Thế thì nếu như mà từ các em nhỏ mà đã được trau dồi, rèn luyện và hiểu được cái ý thức về môi trường thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong toàn xã hội, tạo ra sự chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp nhận, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, tham gia vào các tổ chức tình nguyện của khu vực, đồng thời trồng cây gây rừng, trồng cây quanh khu vực sống. Hàng ngày, chúng ta và người thân hãy cùng nhau thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, tái chế rác thải, xử lý chất độc hại trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, cũng nên tích cực hưởng ứng ngày môi trường của thế giới. Nhà nước nên đề ra những bộ luật hạn chế lượng khí thải CO2 thải ra trong ngành công nghiệp, hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu và rất nhiều biện pháp hữu hiệu khác để cùng nhau chung tay ngăn chặn ô nhiễm hoành hành. Mỗi người chúng ta ý thức bảo vệ môi trường một chút sẽ khiến cho cuộc sống thêm tốt đẹp và đẩy xa được tình trạng ô nhiễm hơn.
Hãy hành động vì bản thân, vì môi trường, vì giữ gìn môi trường, là giữ gìn và bảo vệ cuộc sống của chúng ta, cùng đẩy lùi đi những tác hại không tốt mà trái đất thân yêu đã phải hứng chịu suốt thời gian qua nhé.